nhiều broker kẻ xuống hẳn 116x, dọa dọa anh em là về, có thể về 116x. Thì thực ra nói là về 116x thì nếu mà nói như thế thì thôi về 1.000 được đúng không anh? Vẽ kiểu gì nó cũng ra. Nếu mà thế thì vì chúng ta phải quay lại trên cái bức tranh lớn, Ừ. thì nhân tiện đây nói luôn bước với đầu phiên chúng ta sẽ nói những cái bức tranh lớn. Bức tranh lớn là anh cần nhớ cái năm 2022 này, khi mà thị trường như thế này này, thì anh có nhớ là một người quản lý quỹ rất nổi tiếng trên thị trường nói hẳn lên trên trên chương trình VTV khớp lệnh, còn bảo thị trường xuống còn có tít 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 dưới này, có lúc còn bảo xuống còn 700. Thế là lúc đấy anh lên trên nói thôi đừng nói thế, ngượng lắm, không có chuyện đấy đâu. Chúng ta nói cái gì chúng ta phải có một cái cơ sở nhất định, đồng ý, tức là trên về về mặt kỹ thuật chúng ta muốn kẻ đâu thì kẻ, tức là kẻ đến đâu chẳng được, kẻ như thế thì nói chung là kẻ đến đâu được, nhưng mà chúng ta phải nói ở cái sức mức hợp lý nhất định, chứ không phải là mức hợp. Chúng ta chỉ nói đến những cái xác suất gọi là có khả năng xảy ra, chúng ta không nên nói những cái xác suất mà quá hiếm, hiếm khi có thể xảy ra. Tôi không nói là không thể nhưng mà hiếm. Thì đây thì chúng ta thấy rằng là trên cái tổng thể này thì phải nói thật sự là về mặt quy hoạch nó cũng chưa có gì mới lạ cả. Hôm vừa rồi thì Hưng sẽ thấy rằng là nếu mà chúng ta zoom cận vào đây, chúng ta kẻ một trendline như thế này thì đương nhiên lúc này chúng ta sẽ cảm thấy là hơi hơi tiêu cực, bởi vì nó vỡ ở bên trên đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà giả sử điện các bạn thử zoom ra ngoài đi, tính trên cả tổng thể VN Index, chúng ta thấy rằng là cái đường trendline cực kỳ quan trọng này nó đã vỡ rồi. Và thực ra chúng ta đang lâu lắm rồi chúng ta mới được ở cái sống ở cái vị trí ở bên trên này, trên cái ô bên trên này, ô bên trên này gọi là ô tích cực, hiểu đơn giản hiểu nhanh như vậy. Thế thì cái việc mà lần đầu tiên mà lồi lên trên mà nó có một cái pha retest, một pha kiểm định lại thì Âu cũng là rất là bình thường, nó cũng không có cái gì là lạ cả. Nhưng nên nhớ là lâu lắm rồi chúng ta mới lên trên này. Thế thì cái việc mà lên trên này làm cho nhớ lại những cái pha như thế này. Hương tưởng tượng là trước đây mãi mới được lên trên cái vượt đỉnh này đây, chẳng Đúng hạn rồi. đây đây vượt đỉnh. Và cái pha rung lắc, một cái pha rung lắc mạnh đến mức như thế này, vượt quá luôn cả đường chéo, vượt quá hết. Retest chỉ là retest đỉnh thôi. Và cái pha này nó giảm từ lúc cao nhất xuống thấp nhất nó là 6% đi. Thì sau đó nó vẫn lên bình thường được mà. Thế nên là nếu mà bảo là chúng ta đi nhìn cái đường chéo trên mà chúng ta đoán xong rồi chúng ta lại đoán vỡ cả đường chéo dưới hoặc là về test đường chéo dưới thì nói chung là hơi quá. Vậy thì cái khu vực nào là hợp lý? Hiện tại thì cái khu hỗ trợ mà thấy Tuấn Anh thấy là hợp lý nhất ấy, là cái khu vực chỉ là khu vực từ đây đến khoảng đây thôi. Đấy, du di ở đây một chút, 5-6% như anh vẽ ban nãy ấy. Và làm hơn cái cảm nhận giống như ở cái chỗ mà anh pick ban nãy ra ấy. Vâng. Tức là khi mà chúng ta vừa mới vượt đỉnh xong đúng không ạ? Chúng ta vừa vượt đỉnh này xong. Đúng không ạ? Thì chúng ta có một cái pha sai số của nó về retest ở dưới này, nên là cũng là Âu cũng là bình thường. À, một số người thì đang kẻ tiêu cực là bởi vì sao, bởi vì người ta dùng RSI theo ngày và người ta thấy nó vỡ cái RSI này. Cũng cảnh báo cho các bạn luôn là nếu các bạn vỡ RSI này mà bạn dự trù nó xuống 30 ấy, thì thực ra là các bạn đang nghĩ là thị trường sideways thì mới có thể xuống đến 30, chứ điều này chưa chắc nhá. Điều này chưa chắc là xảy ra, bởi vì là khi chúng ta xuống sống vùng trending ấy, thì cái khung RSI mà chúng ta sẽ sống ấy, nó khoảng tầm là 40 và cận trên nó là 80. Đấy, chứ nó không sống ở vùng 30 70 mà nó sống ở 40 80, thì thị trường bản chất ấy vẫn còn cái cơ hội của ngày thứ hai. Tức là khi mà muốn nuôi dưỡng cái con trending này thì ngày thứ hai đấm buổi sáng thế nào cũng được, nhưng mà buổi chiều phải rút chân, Rồi. thì nó vẫn nuôi được cái pha này trở thành một cái pha trending tốt, tức là cái pha này sẽ trở thành một cái pha rũ của một cái cách đánh trending. Nào còn trường hợp đấy là trường hợp gọi là tốt nhá, trường hợp Tốt, tốt, tích cực. trường hợp đấy trường hợp khoảng tầm 8 điểm đấy, Tám điểm. trường hợp 6 điểm thì là thị trường đi sâu hơn một chút, đi sâu hơn một chút, tức là về đây xuống đây lên đây xuống tận đây cơ. Đấy. Xuống tận đây cơ. Chẳng hạn như vậy. Thì cái việc mà xuống ở tận dưới này này, 120 này. Thì đây là cái kịch bản mà theo anh là cộng hai cái kịch bản tốt nhất đấy với kịch bản này ấy, là cộng vào hiện tại nó phải lên đến khoảng tầm 80%. Hai kịch bản này xác suất cộng lại là lên 80%. Sau khi mà xử lý xong cái vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục sẽ được chứng kiến một cái pha up rất là bình thường.
một pha uptrend rất là bình thường. Lý do tại sao lại nói là kịch bản này chiếm đến 80%, bởi vì theo cái rất nhiều mã cũng như là tính trên VN Index, chúng ta phải nên nhớ là sóng tăng chúng ta đã khởi tạo từ tháng 11 năm 2022. Sau đó chúng ta có một vùng điều chỉnh đến đây. Đúng. Và thực ra rất nhiều mã chúng ta, bản chất chúng ta đang lấn vào vùng trending từ đợi tính từ đây trở đi. Và tất cả vùng sideways đã được xử lý xong hết rồi. Chẳng qua bây giờ chúng ta khe một trường hợp rằng là cái việc mà lên break này nó đang bị một retest sâu. Có hai trường hợp này là trong cái lớp học về mẫu hình giá thì Finbit có dạy bạn, các bạn sẽ rất là kỹ. Một là gọi là sóng tăng không bền vững, là tăng rất là nhanh và không có điều chỉnh sâu. Trường hợp thứ hai là sóng tăng cũng là tăng nhưng mà gọi là sóng tăng bền vững, từ mỗi một lần tăng nó lại điều chỉnh khá là sâu, xong lại đi lên, xong lại điều chỉnh, xong lại đi lên điều chỉnh, đấy kiểu như thế, nên là gọi là đấy gọi là sóng tăng bền vững. Đấy. Thì cái cấu trúc này sẽ chia chúng ta thành đồ thị, sẽ chia thành ba khúc, một là khúc ở đây, hai là khúc sideways, ba là khúc trending tiếp, là trending sideways và trending. Làm cho các bạn nhớ một cái điều, cái này nếu các bạn cứ ghi tạm đây nha, làm cho bạn nhớ một cái khu vực mà đã từng sống như thế rất là rõ luôn. Ngay trước đây, ngay trong vùng quá khứ luôn, chúng ta sẽ có một cái vùng trending này, Hương nhìn thấy không? Rồi. Sideways này, tam giác này Rồi lại training. và lại trending. Nhưng ấy, điểm khác biệt rằng là chúng ta vừa mới gọi là ôn bài luôn ấy, tức là đến trending này Hương nhìn thấy là nó không không có một lần chỉnh nào hết. Cả cái đoạn trending này không không có một lần chỉnh về retest ngang đỉnh mà chỉ có đi tăng lên rồi và đi tăng tiếp. Đấy. Thì đây là kịch bản mà anh rất là lúc trước anh em mình rất là kỳ vọng vào đây, index nó cũng lên được như vậy. Tức là lên theo kiểu rằng là không về retest. Thì lần này nó có thể nó về retest một tí cũng được, chả sao. Thì cộng hai cái kịch bản này phải là xác suất 80% thị trường ở trong kịch bản tích cực nhất này, tích cực nhì. Thế bây giờ kịch bản của các bố nào đấy mà vẽ thành thành đao được ấy, thì thực ra anh không nói là không có, nó có thể có 2% chứ không phải không có. Kịch bản đấy là vẽ đao được ấy, thì nó chỉ có 2% thôi, và nó phải như thế nào bây giờ thử gọi là thử nói về cái gì đó, nó là tệ nhất có thể đi, bởi Tệ vì nhất đi. một số các bố bây giờ đang cầm cả vĩ mô ra để nói về chuyện tệ nữa thì anh cũng không hiểu là nói thế nào. Đấy. Ví dụ như là tệ nhất có thể chúng ta phải có là một phát phập xuống dưới này. Đấy, xong rồi lên đây, xong rồi phập xuống dưới này chẳng hạn, như đây đây giả sử đây là một cái tệ nhất, tức là vỡ cả trên dưới này thì mới gọi là tệ. Đây, vỡ cái đường này này. Lấy màu đỏ cho nó trông cho cảm giác nó tệ nhá. Đấy, vỡ này. Rồi. Điều kiện của nó là sau này sẽ thùng cả 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 RSI. RSI 30, thùng cả cái này. Đến lúc này chúng ta mới được phép đến tận dưới này này. Tức là thị trường khi nào mà tận dưới 1.100 ấy, chúng ta mới được phép nhận định là cái gì đó phía dưới. Còn các bác bảo là bây giờ cái này nó sẽ về 1.100 thì cũng chịu luôn đấy. Đó là không hiểu đấy là đang phân tích cái gì. Là tôi nhắc lại nha, tôi không nói là trường hợp đấy không có khả năng xảy ra, mà là cái xác suất đấy là nó là Thấp. phần 20% hoặc là 10%, xác suất rất thấp. Đúng rồi. Nếu mà kịch bản này thì xác suất chỉ là 5% thôi. Đấy, cái kịch bản này là kịch bản gọi là học sinh học dốt nhất. Đấy. Nhưng mà bình thường anh sẽ không bao giờ nói cái kịch bản mà nó chỉ có 10% như vậy. Anh em tư vấn với nhau một Đúng một cái rồi, kịch thì coi như bản thôi như không vậy chơi nữa, chỉ không xảy chơi ra nữa, có không 5 đến đầu 10% thì tư. nó là quái gì đúng không?